Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Lời Chúa là Hôm nay cho chân tôi là sáng cho đường của tôi. Lời Chúa cho chúng ta biết được rằng là chúng ta có một người cha trên trời. Cha có thiên đàng. Amen. Và chúng ta cũng phải giống cha của mình. Amen. 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 Đây là cốt lõi của tình thân. Phải giống cha. Sáng nay chúng ta sẽ mở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 4. Tôi sẽ đọc từ câu số 10. Vì cớ Chúa cứu thế, chúng tôi trở nên ngu dại, nhưng anh chị em được khôn ngoan trong Chúa cứu thế. Chúng tôi yếu kém, nhưng anh chị em mạnh mẽ. Anh chị em được tôn trọng, còn chúng tôi thì khinh bỉ. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn đói khát, rất lưới bị đánh đập và lưu lạc. Chúng tôi đã lao động bằng chân tay. Chúng tôi chút thuốc khi bị mắng nhiếc. Chúng tôi nhịn nhục khi bị ngược đãi. Khi bị bêu xấu, chúng tôi trả lời dịu dàng. Chúng tôi trở nên cặn bã của thế gian, lúc nào cũng như rác rưởi cho đến bây giờ. Tôi viết những điều này không phải để làm cho anh chị em hổ thẹn, nhưng để khuyên bảo anh chị em như là con cái yêu dấu của tôi. Dù anh chị em có hàng vạn thầy kèm thẻ trong Chúa cứu thế, nhưng anh chị em không có nhiều cha. Vì giờ phúc âm tôi đã sanh anh chị em trong Chúa cứu thế Giêsu. Thế thì tôi khuyên anh chị em hãy trở nên như tôi. Vì vậy tôi đã sai Timôthê đến với anh chị em. Người là con yêu dấu và trung tín của tôi ở trong Chúa. Người sẽ nhắc nhở anh chị em đường lối của tôi trong Chúa cứu thế Giêsu, như tôi vẫn dạy tất cả các cậu thánh khắp nơi. Cảm ơn Chúa. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con cầu Ngài. Ngài chính là thần lẽ thật, dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Và chính Ngài cho chúng con biết về Cha Thiên Đàng. Chính Ngài bày tỏ cho chúng con lời Chúa trong con tôi ngày phòng 4 này, để chúng con thật sự thấu hiểu. Thấu hiểu chính mình, thấu hiểu người cha thiên đàng yêu chúng con là như nào, để chúng con có thể đáp ứng lại tình yêu của cha, và chúng con có thể nhận lãnh tất cả những phước lành cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con dành thời giờ trọng thể này trong tay của Thánh Linh, xin mở lòng mọi trí chúng con để chúng con thật sự thấu hiểu lời Chúa. Con cảm ơn Ngài. Chúng con hãy lập cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy một con người như là Phaolô, ông nói rằng là Chúa gọi ông từ khi ở trong bồng mẹ, Ngài để riêng ông ra và Ngài lấy ân điển gọi ông, và ông phong bán với thịt và huyết đã đi với Chúa suốt cuộc đời của mình. Hãy nói rằng là Phaolô hiểu rất rõ về Chúa cứu thế Giêsu. Trong suốt 3 năm trong đồng vắng tạc sơ, ông ở với Thánh Linh và Thánh Linh dạy ông hiểu rất nhiều, rất rõ về Chúa cứu thế Giêsu và Đức Chúa Trời của mình. Và ông đã sẵn lòng để mà phục vụ Đức Chúa Trời, không kể cái thân xác này ra sao, chịu đau đớn rất nhiều vì Chúa cứu thế để cứu nhiều người và lập rất nhiều hội thánh của Chúa khắp nơi trên thế giới. Và cái điều mà Phaolô mong ước đó là ông hoảng thất và muốn gọi là đóng viết được thành hình trong anh chị em. Có nghĩa là mỗi người phải trưởng thành hiệp nhất tâm thức vóc dáng đầy trọn trong Chúa cứu thế Giêsu. Ông ước ao, ông hoảng thất, ông dạy dỗ đủ mọi cách để hội thánh của Chúa giống Chúa Giêsu. Amen. Đó là điều vô cùng tuyệt vời. Đáng biết được thân hình trong anh chị em. Cảm ơn Chúa. Ông nói rằng
những điều này không phải để làm cho các em hổ thẹn, nhưng mà để khuyên anh chị em như là con cái yêu dấu của tôi. Ông nói ra những cái điều khổ sở và bị sỉ nhục của thế gian này đối với ông như thế nào, kẻ thù nghịch đối với ông như thế nào. Và ông nói là ông biết điều này không phải để làm cho anh chị em hổ thẹn, nhưng để khuyên bảo anh chị em như là con cái yêu dấu của tôi. Như là con cái yêu dấu của tôi. Dù anh chị em có hàng vạn thầy kẻ trẻ trong cái cứ thế, nhưng anh chị em không có nhiều cha. Anh chị em có nhiều thầy, nhưng mà anh không, chị em không có nhiều cha. Chúng ta biết là khi còn nhỏ thì chúng ta đã học rồi, còn ấu nhi đã đi học rồi, có nhiều cô nhiều thầy dạy mình. Lên phổ thông chúng ta tiếp tục học, nhiều thầy dạy chúng ta, nhưng mà chúng ta chỉ có một cha thôi. Amen. Chỉ có một cha một mẹ đã sinh ra chúng ta mà thôi. Chúng ta có rất là nhiều thầy, nhưng mà chỉ có một cha mẹ là người sinh thành chúng ta mà thôi. Amen. Chúng ta không có nhiều cha được. Và trong thuộc linh, Phaolô là người thiết lập một thách của Chúa, nhưng mà có rất là nhiều giáo sư giải đổ cho một thách của Chúa. Phaolô không giải hết tất cả mọi sự, nhưng mà cũng mời thầy, mời một sư này giáo sư kia để dạy dỗ. Bởi vì trong hội thánh có chức vụ năm mặt, đó là thiên tri, sứ đồ, nhà truyền giảng phúc âm, mục sư và giáo sư, để làm cho hội thánh của Chúa hiệp nhất, trưởng thành, đồng thức, vóc dáng đầy trọn trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Như vậy thì hội thánh được trưởng thành là phải có chức vụ năm mặt, phải có chức vụ sứ đồ, chức vụ thiên tri, chức vụ truyền giảng phúc âm, mục sư và giáo sư, để hầu hết của Chúa phải hiệp nhất và trưởng thành và giống Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Amen. Amen. Oh, cảm ơn Chúa. Nên một mình thao lô không đủ để mà giảng, không đủ ơn làm tất cả mọi sự. Và cái ơn bậc nhất mà ông đã nổi tiếng và nổi bậc nhất là cái ơn nhà truyền giảng phúc âm, và mà thiết lập hội thánh, và cũng là một ơn sứ đồ đi khắp nơi để mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Ông nói như thế này, dầu anh em có hàng vạn thầy hoặc là thầy giáo ở đây nó kèm đẻ trong cái quốc thế, tức là dạy cho mình từ từ cấp mới bắt đầu tin Chúa cho đến cấp 1, cấp 2, cấp 3 nha. Và có thể lên cử nhân, có thể lên thạc sĩ, tiến sĩ, thần học. Nhưng anh chị em không có nhiều cha. Vì nhờ phúc âm tôi đã sanh anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Ông nói là anh chị em không có nhiều cha. Và trong Chúa Cứu Thế Giêsu, nhờ phúc âm tôi đã sanh anh chị em ra. Như vậy là hội thánh Phaolô thành lập. Hội thánh Corinto là hội thánh Phaolô thành lập. Và ông chính là người cha thuộc linh của hội thánh. Chúng ta biết ban đầu từ đoạn 1 cho đến đoạn 3 thì hội thánh Corinto rất là lộn xộn. Người thì nói rằng tôi là của Apollo, tôi là của Cephas và Phi-rơ, tôi là của Chúa Giê-xu và tôi là của Phao-lô. Và ông nói rằng là hội thánh của Chúa có thể phân rãi như vậy sao? Phao-lô có cứu được ai không? Hay là Phi-rơ có cứu được ai không? Và họ đứng về chia rẽ là có cái nhóm này người kia nhóm kia, nổ cười như vậy. Và ông nói rằng anh em có nhiều thầy giáo, nhưng mà anh em không có nhiều cha, anh em chỉ có một cha mà thôi. Amen. Đây là người lãnh đạo, đây là người thiết lập hội thánh. Chúng ta biết Đức Chúa Trời chúng ta là cha rồi, nhưng mà có một người cha thuộc linh là người lãnh đạo hội thánh của Chúa. Chúng ta không thể thay đổi được. Chúng ta có thể thay đổi cha mẹ mình không? Thấy cha mẹ mình không thích, thấy cha mẹ mình cái gì sai phạm quá, chúng ta qua hàng xóm nhận, không hàng xóm làm cha được không? Dù
chúng ta nhớ rằng là người cha mình như thế nào vẫn là một người cha, không thể thay đổi được. Amen. Và chúng ta là con, dù chúng ta có hơn cha của mình, dù chúng ta có thể làm nhiều việc lớn lao hơn cha của mình nữa, nhưng mà chúng ta là con vẫn là con mà. Không thể đổi được, chúng ta trở nên làm cha, rồi cha trở nên làm con được. Chúng ta có độc tự trong hội thánh của Chúa. Amen. Và chúng ta cần phải hiểu điều này để chúng ta có thể tôn trọng người cha thuộc linh của mình. Amen. Chúng ta amen điều này. Amen. Ngày hôm nay chúng ta trưởng thành, chúng ta biết rất là nhiều về Chúa, chúng ta nhận nhiều phép lạ, chúng ta trưởng thành, hiểu Kinh Thánh, hiểu Đức Chúa Trời, hiểu được chính mình. Có phải là tự nhiên là mà mình biết hiểu biết như vậy không? Chúng ta qua người cha của mình dạy dỗ cái đời sống của mình, và qua nhiều thầy, có thể đến rồi ngồi lưng để dạy thêm từ vài môn này cho đến môn khác, để chúng ta có thể trở thành những người mà hiểu biết, có thể toàn diện về ý muốn của Đức Chúa Trời trong chính đời sống của mình, về Kinh Thánh đời sống đấy khai quyền như thế nào. Nhưng anh chị em không có nhiều cha, vì nhờ phúc âm tôi đã sanh anh chị em trong sự cụ thể. Ông nhờ phúc âm giảng ra và nhờ cứu Chúa của Thế Giê-xu mà hội thánh đó được thành lập. Và ông đã nói trong Công Vụ đoạn 20 câu 28 rằng là nói với những mục sư là hãy giữ mình mà luôn cả bầy, và Đức Thánh Linh lập anh em và kẻ coi sóc. Amen. Đức Thánh Linh lập anh em và kẻ coi sóc, và Ngài đã mua bằng huyết của Ngài. Chúa Giê-xu mua bằng huyết của Ngài, và Đức Thánh Linh thành lập hội thánh, và Ngài chọn lựa lập người lãnh đạo để mà lãnh đạo hội thánh của Chúa. Thì chúng ta cần phải có một cái tình thương giữa con và cha, chứ không phải là giữa một người, giống như một người lãnh đạo với một người nhân viên. Ở đây Phaolô ông nói rằng là vì vậy con đã sai Timôthê đến với anh chị em, người là con yêu dấu trung tín của tôi trong Chúa, người sẽ nhắc nhở anh chị em đường lối của tôi trong Chúa của Thế Giê-xu như tôi vẫn dạy tất cả các hội thánh khắp nơi. Có nghĩa là ông không còn giấu cái gì hết, những gì mà ông biết về Chúa có thế như thế nào, và ông giải cho hội thánh của Chúa. Và bây giờ ông bắn nay ông sai đi một thầy đến để nhắc lại những gì mà ông đã dạy cho hội thánh. Có nghĩa là tình yêu của một người cha đối với con như thế nào, không muốn có những cái sai lầm lạc lối vào trong hội thánh của Chúa. Amen. Amen. Không muốn có phúc độc vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta cần phải thấu hiểu tấm lòng người cha. Ông nói như thế này: anh chị em muốn điều nào, câu 21 kìa, muốn tôi đến bằng roi bọt hay là bằng tình yêu thương với tinh thần như vậy? Có những lúc Phaolô nói rất là nặng, nhưng mà vì yêu, amen, vì yêu hội thánh, yêu con cái của mình, muốn dạy cho hội thánh của Chúa trở thành những con người giống Chúa. Amen. Ông nói như thế này: thế thì tôi khuyên anh chị em hãy trở nên như tôi. Có phải không? Câu 16: Thế thì tôi khuyên anh chị em hãy trở nên như tôi. Amen. Có nghĩa là giống tôi. Amen. Câu 11 thì câu số 1 thì ông nói sao? Bắt trước tôi như chính tôi bắt trước Chúa cứu thế. Amen. Hãy bắt trước tôi như tôi bắt trước Chúa cứu thế. Amen. Như vậy thì ông giống Chúa cứu thế, ông bắt trước Chúa cứu thế, và ông bảo hộ thánh của Chúa cũng phải giống như tôi. Amen. 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 Quý bạn chị em có thấy một sư của mình có Chúa cứu thế không? Amen. Dù chưa có cậu bạn, đúng không ạ? Amen. Nhưng mà theo đường lối của Chúa cứu thế, yêu hội thánh, hy sinh cho hội thánh, hết lòng nhờ cậy Thánh Linh để giảng dạy cho hội thánh. Và phải nói rằng hội thánh của chúng ta rất trưởng thành, rất hiển nhiên, chứ không đơn giản đâu. Phải giống tôi như tôi giống Chúa của mình. Và
chúng ta trở lại. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta giống hình ảnh Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy dựng nên loài người giống như hình ta và giống như ta để quản trị của loài vạn vật trên thế giới. Giống như hình ta là giống cái phần đạo đức, cái phẩm chất, cái sự tốt đẹp, cái sự đời đời, cái gọi là thuộc tính của Chúa, cái mỹ đức của Đức Chúa Trời. Và giống như ta có nghĩa là Ngài đang chủ thể đi vũ trụ, đang điều hành vũ trụ, Ngài đang lãnh đạo, đang điều hành. Và Ngài muốn Adam, Eva giống hình ảnh của Chúa, nhưng mà phải giống công việc của Chúa nữa, là đang điều hành vũ trụ, điều hành địa cầu. Chúng ta không có điều hành vũ trụ, nhưng là đó là Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa ban cho một cái quyền quản trị chim trời, cá biển, động vật trên đất và toàn cả trái đất. Tức là Chúa muốn chúng ta giống Chúa là cũng biết lãnh đạo công việc và điều hành những gì mà Đức Chúa Trời ban cho trên địa cầu này. Amen. Nhưng mà cái hình ảnh của Adam tất tất vì mất đi cái hình ảnh của Đức Chúa Trời, mất đi cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta biết rằng là người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển. Một người giống cha, Adam giống Đức Chúa Trời, thì nó đầy dẫy sự vinh hiển, đầy dẫy vinh quang. Bởi vì cha của mình là số một, không còn đấng nào khác, là Đức Chúa Trời đầy dẫy phẩm chất tốt lành và đầy dẫy quyền năng. Amen. Không có gì khó cho Đức Chúa Trời, không gì mà giấu Ngài cả. Ngài biết hết mọi sự, Ngài ở khắp mọi nơi, còn năng, còn thiên, còn lại. Amen. Thì chúng ta là con, Adam và Eva trong đầu là con, nhưng mà sau đó bị cám dỗ phạm tội thì mất đi cái sự tinh hiển của Đức Chúa Trời, mất đi quyền năng, rồi cái phẩm chất dần dần cũng mất đi và giống cái phẩm chất của Satan, gian ác và rất kinh khiếp. Và Chúa Giêsu đến với chúng ta được gọi là Adam cuối cùng, mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Amen. Là hiện năng của Đức Chúa Trời không thấy được. Amen. Và tất cả quyền năng, tất cả cái thần tính của Đức Chúa Trời, sự trọn vẹn, mọi điều là ở trong Chúa Giêsu Christ. Và Colossae đoạn 1 đoạn 2 đã nói rất rõ cho chúng ta, câu 15 câu 9 của đoạn 1 và đoạn 2 câu 9 nó rất rõ là Chúa Giêsu chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời, là hiện thân của Đức Chúa Trời. Thấy cái nhìn vào Chúa Giêsu thì chúng ta thấy được Đức Chúa Trời, thấy rõ Đức Chúa Trời, thấy bản chất của Đức Chúa Trời, thấy được công việc của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Chúa Giêsu giống Đức Chúa Trời không? Bởi vì Ngài nói là có thể thấy ta là thấy cha, biết ta là biết cha, ta ở trong cha và cha ở trong ta. Amen. Thế gì ta nói các ngươi không phải bởi ta nhưng mà bởi cha. Có nghĩa là Chúa Giêsu hoàn toàn vâng phục Đức Thánh Linh, là vâng phục cho đến chết, thậm chí cho đến kẻ thập tự. Nên Phao-lô khuyên hãy đồng có tâm tình như đấng Christ đã có. Amen. Hãy đồng có tâm tình như Chúa Giêsu đã có. Ngài vốn đó là Đức Chúa Trời, nhưng mà chẳng xét sự hình ảnh mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Có nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời nhưng mà Ngài không nắm giữ cái quyền đó. Ngài từ bỏ. Suốt 3 năm rưỡi, suốt 33 năm rưỡi, Chúa Giêsu không sử dụng cái quyền của một Đức Chúa Trời, nhưng mà sử dụng cái quyền còn Đức Chúa Trời. Amen. 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 À. Ngài tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập. Hãy có tâm tình như Chúa Giêsu đã. Có nghĩa là Ngài tự hạ mình xuống, tự hạ xuống. Cái tình để Chúa hạ thì nó đau lắm đó chị. Amen. Hãy tự hạ xuống. Amen. Cái tình nó cao, đừng có kiêu ngạo cái rồi Chúa hạ xuống là mình đau đớn lắm. Đau đớn rồi cũng mất mát nhiều thứ lắm mà. Amen. Phải vậy không? Amen. Nên hãy có tâm tình như Chúa Giêsu, tự hạ xuống, đừng bao giờ kiêu ngạo. Amen. Chúa chống trả cái kiêu ngạo. Amen. Amen. Chúng ta nhớ như vậy. Đức Chúa Trời không kiêu ngạo mà Satan thì kiêu ngạo. Amen. Chúng ta phải giống Chúa Giêsu, đồng tâm tình với Chúa Giêsu đã có, là chúng ta hãy tự hạ mình xuống, luôn luôn hạ mình xuống, thì cái sự kiêu ngạo nó tiêu biến đi. Bởi vì chúng ta biết được rằng là khi chúng ta kiêu ngạo thì ma quỷ nó ủng hộ chúng ta ngay. Amen. Nhưng mà Đức Chúa Trời chống trả. Amen. Thì mà Đức Chúa Trời chống trả thì chúng ta đau đớn lắm. Amen. Amen. Nên bất cứ cái gì
thì tuổi gì cũng không kiêu ngạo. Chúng ta được ơn cũng không kiêu ngạo. Amen. Được hạ xuống, Chúa Giêsu là chúng ta biết rồi. Hoàn hảo vô cùng. Amen. Từ quyền năng đến phẩm chất và tất cả công việc của Ngài rất là hoàn hảo thọ mẹ. Nhưng mà Ngài luôn luôn hạ mình vâng phục cho mình. Nên chúng ta cần phải có tâm tình đó. Amen. Hội thánh của Chúa, chúng ta biết được rằng, tôi nghĩ rằng là nếu ai kiêu ngạo anh chị em biết không? Biết không ạ? Mà cái người kiêu ngạo đó họ cũng biết. Tôi nghĩ rằng cái kiêu ngạo nó chết chết trong đời sống của tôi, thì tôi nói mày phải chết đi, không được được giấy lên bởi vì ta đã chết rồi. Sau đó là tôi chết mỗi ngày. Amen. Chết mỗi ngày có nghĩa là đầy ơn đó, nhưng mà không có kiêu ngạo. Amen. Phải giống Chúa, phải giống Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là tấm gương tuyệt vời nhất để chúng ta giống Chúa Giêsu. Và chúng ta cần phải luôn luôn phải có người cha. Quý bà anh chị em biết rằng khi mà Eli với Elise, Elise là gì của Eli? Lập trò đúng không? Ông gọi Eli là gì? Thầy đúng không? Ông nói ông luôn luôn đi với Eli, nó là thầy không ạ. Chính thần cuối cùng là chính thần của thầy cả tầm trong cổ phần. Nhưng mà khi thấy Eli được cắt lên á, thì ông có gọi thầy đó không? Nó cha ơi cha ơi. Amen. Amen. Mà nó cha ơi cha ơi, có nghĩa là con đây, con đây, cha ơi cha ơi. Thì nhận được cái gì? Sức giàu. Nhận được chiếc áo tròn. Amen. Chỉ có con mới nhận được cơ nghiệp Đức Chúa Trời ban cho mình mà thôi. Chỉ có con mới nhận được những gì cha giao lại mà thôi. Nếu không phải là con, không nhận được gì. Amen. Amen. Nên nó đặc biệt vô cùng. Khi ông thấy Eli cắt lên thì ông nhìn thấy ai đi. Bởi vì Eli dặn rằng là nếu mà người nhìn thấy ta được cắt lên thì người mới nhận được cái điều mà người ước muốn. Nên là ông dõi theo Eli, dùng xe lửa người lửa đẹp quá, nhưng mà nhìn vào Eli chẳng nhìn xe lửa người lửa. Amen. Amen. Và ông nói cha ơi cha ơi. Và cảm ơn Chúa, ông đã nhận được cái cơ nghiệp của cha mình để lại. Đó là đầy dẫy quyền năng và quyền năng gấp đôi cha. Amen. 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 Cảm ơn. Quý bà anh chị em có nhớ trong các vua xuống ngày đồng 13 khi mà Elise sắp chết rồi, Elise đau bệnh mà sắp chết rồi, tiên tri cũng đầy ấy quyền năng nhưng mà cũng bệnh cũng bị chết. Khi có ông vua Israel, ông đến ông làm gì vậy? Chúng ta xem câu 6-14 không? 14. Khi ấy Elise lâm bệnh và cơn bệnh ấy khiến cho ông qua đời. Vua Jehoach của Israel xuống thăm ông. Vua khóc trước mặt ông và than rằng: cha ơi, những xe chiến mã và những kỵ binh của Israel ơi. Amen. Amen. Vua của Israel, đến với đây. Thế nào đến? Bởi vì quân thủ bao vây. Bây giờ không còn một con đường nào khác nữa. Chạy đến với Eli mà thôi, Elise mà thôi. Chạy đến với tiên tri của Đức Chúa Trời mà thôi. Chỉ có tiên tri của Đức Chúa Trời mới dạy cứu Israel. Và ông chạy đến ông gọi đi: cha ơi, cha ơi, cha ơi, cha ơi. Và sau đó Elise bảo ông phải mở cửa sổ rồi dương cung bắn vào ông mà. Và khi bắn lên thì sao? Ông nói là mũi tên chiến thắng của Israel, chiến thắng dân Philippines. Đó mà rồi ông đập mũi tên xuống dưới đất 3 lần. Elise cũng nổi giận rằng nếu mà người đập nhiều lần thì chiến thắng luôn, thì bây giờ đập 3 lần chiến thắng có 3 lần. Nhưng mà thì đây chúng ta thấy rằng khi ông gọi là cha ơi cha ơi, ông nhận được cơ nghiệp, ông nhận được cái phép lạ quyền năng mà từ Elise đến với một. Amen. Và ông là người dẫn đầu và chiến thắng dần thì. Amen. 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 Đây là một cái phép lạ không thể nào, không thể nào mà có thể dàn mưa đánh trận
với quân địch được, bởi vì quân mình thì yếu kém, ít ỏi, không thể thắng. Chỉ có nhờ Đức Chúa. Amen. Amen. Nhờ sự hướng dẫn của Thiên Chúa mà thôi. Và cảm ơn Chúa và tiêu mà ông gọi. Chúng ta thấy rằng người vua có quay không, đúng không? Nhưng mà đấy nó Thiên Chúa là cha ơi cha ơi. Và đây là kinh thánh đi lại. Và chúng ta biết rằng khi người ta gọi là cha ơi cha ơi thì sẽ nhận được cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho. Amen. 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 Ở Mỹ có một một ngày lễ mổ thân, ngày lễ mổ thân, những người mà in thiệp để mà chúc mừng cho mẹ đó, thì người ta bán, ta bán quá nhiều mà đến cuối cùng là thiếu thiệp, không đủ thiệp để cho người ta mua để chúc mừng người mẹ của mình. Nhưng mà sau đó đến cái ngày lễ phụ thân, thì họ nghĩ rằng là bây giờ nếu in ít quá là không đủ đó. Như là cái đợt lễ mổ thân họ in rất là nhiều nhưng mà không ai mua hết. Tôi biết điều gì sẽ có, lý do sao người ta không mua? Con không quan tâm đến cha, và chính thế gian này đang lôi kéo mà không cần đến cha. Và đây là một điều trong một linh vô cùng đàn lực. Nếu không quan tâm đến cha, nếu không gần gũi cha thì con hưởng được gia tài. Ở vì cái gia tài thế chuyển ra cho con là qua người cha. Từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Có thể có những người cha mà làm con tổn thương. Người cha lo làm cũng vất vả nhọc nhằn, ít gần gũi con cái. Người mẹ thì gần gũi con cái nhiều hơn, nó thương mẹ hơn, và cha nó quan tâm. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải quan tâm đến người cha. Amen. Hồi thánh của Chúa muốn hưởng cao gì của Đức Chúa Trời không? Amen. Hãy quan tâm đến người cha của mình. Amen. 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 Bởi vì người ấy sẽ hướng dẫn mình hưởng cha lại. Amen. 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 Mà cái gia tài thuộc linh đó là vô cùng quan trọng, là rất là vĩ đại. Chúng ta nhớ rồi, David không? David yêu mấy Đức Chúa Trời. Từ cái việc mà vợ của Uriah thì ông là một người trung thành với Chúa. Dù bị phạt, dù như thế nào, ông trung thành với Chúa, ông kéo ăn với Chúa. Và Chúa rất là yêu ông. Và ông có những cái tư tưởng vô cùng tuyệt vời, đó là ông tạo ra là 24 ban nhạc để thờ phượng Đức Chúa Trời, 24 ban thầy tế lễ để mà phục vụ Đức Chúa Trời của mình, để giữ Đức Chúa Trời, giữ sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong Israel, để Ngài ban phước cho triều đại của ông và Ngài ban phước cho Israel của Ngài sự hiện diện. Và đó là một điều vô cùng tuyệt vời, và đó là gia tài mà ông để lại cho Salomon. Và không những cái gia tài này thuộc lên đó, nhưng mà cũng gia tài vật chất, cái sự giàu có chuẩn bị xây dựng đền thờ, biết bao nhiêu tiền của mà ông để lại cho Salomon. Nhưng mà khi Salomon lên ngôi thì chúng ta biết là hưởng được gia tài thuộc linh rất là đặc biệt. Trước nhất là ông cầu nguyện cái sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho ông, và cái gia tài ta biết để lại, và cái gia tài mà ông nhận từ Đức Chúa Trời, bởi vì đầy dẫy cái sự khôn ngoan nên ông có làm ra Israel nó giàu có đến nỗi mà vàng giống như các đồ biển, đã phải không? Đầu bạc là thay cho sắt, sắt thay cho đồng, như là có nghĩa là nó giàu có vô cùng, bởi vì thuộc linh là phải đứng hàng đầu. Mà khi thuộc linh đứng hàng đầu, Đức Thần Chúa nó yêu với Chúa, thì chúng ta biết rằng là cái sự giàu có nó sẽ theo sau. Chắc chắn là điều này. Chúng ta nhìn thấy đây Israel này. Ông vua nào yêu đến Chúa là Israel thành tựu, giàu có, bình an và không nước nào dám đổ hết, giàu vô cùng. Nhưng mà ông nào nâng đại với Chúa là bắt đầu đàng hoàng, thuộc linh thuộc thể cho đàng hoàng ấy, đền thờ là nguyên ngày đó cũng hổ hôn.
Và chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Salomon ban đầu rất là tuyệt vời, tưởng được gia tài cả thuộc linh thuộc thể đầy dẫy. Nhưng mà sau đó bắt đầu dục vọng đó, ta giàu có, ta không cần giàu có, vợ nhiều, vợ xuống dục, thờ lại hình tượng, đầy dẫy hình tượng trong Jerusalem. Chúng ta thấy xuống dốc, Salomon xuống dốc, và cuối cùng qua đời giao lại cho ai? Roboam. Tích tắc mất 10 chi mạng, cái sự giàu có tan tành, không còn, người thì chết, sự giàu có một linh. Cầu thánh chúng ta trưởng thành, Chúa ban phước cho chúng ta rất nhiều, thuộc lên lên, thuộc thể lên, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà chúng ta nhìn vào, chúng ta giàu có rồi, dễ dàng giống như cầu thánh trong cái quyền, không cần gì nữa. Bởi vì nhìn thấy vật chất, mình thấy đầy đủ giàu có rồi, cái bắt đầu mình sa sút tội lỗi. Khi Chúa Giêsu đến phán cầu thánh rằng là ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các cầu thánh. Thánh Linh hướng dẫn họ, Thánh Linh hướng dẫn từng cá nhân, và Thánh Linh hướng dẫn họ và làm cho họ trở nên giàu có cả thuộc linh thuộc thể đầy trọn. Nhưng mà khi họ nhìn vào của cải vật chất, họ thấy đầy đủ rồi, cái họ quên đi Đức Thánh Linh, họ không còn nhớ đến Đức Thánh Linh nữa, rồi họ tự quyết tự làm cái ý riêng của mình, và từ đó bắt đầu sa sút và phạm nhiều sai lầm. Nên Chúa Giêsu đến cảnh báo, hãy trở lại tình yêu ban đầu, hãy ăn năn và trở lại. Và điều mà Chúa Giêsu nhắc đó là ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các cộng đồng. Bởi vì lúc đầu thì nghe Đức Thánh Linh phán chẳng nhắc từ luôn, nhưng mà sau này đó là nghe mình phán thôi, tự ý riêng của mình làm theo ý của mình thôi, và không còn nghe Thánh Linh phán nữa, không còn gì có thể Đức Thánh Linh, và bắt đầu sa sút thuộc linh thì thuộc thể ban đầu cũng xuống. Jerusalem phải nói là giàu có vô cùng, còn là Jerusalem được chúng ta gọi là nữ hoàng của các nước. Nhưng mà khi thuộc linh xuống, khi mà họ không còn tin cậy nó Đức Chúa Trời nữa, thì Jerusalem trở thành hai chó rừng hoang phế. Đó là điều mà chúng ta nhìn thấy rất rõ và cảm ơn Chúa. Nên Malachi nói gì? Nó nói là con cái hiến kính gia đình, mà nếu ta là cha thì sự hiến kính của ta ở đâu? Đồng hai nói như vậy, nếu ta là cha thì sự hiến kính của ta ở đâu? Chúng ta có quan tâm đến Đức Chúa Trời của chúng ta không? Chúng ta quan tâm đến người cha thuộc linh của mình hay không? Hay là chúng ta chỉ giống như các hội thánh bình thường truyền thống, một sư là một sư giảng các mình biết là như vậy thôi? Rồi gia đình ông là gia đình ông, gia đình mình là gia đình mình, mà nếu chúng ta gọi là cha thì hội thánh là một gia đình. Amen. Hội thánh là một gia đình, và hội thánh toàn thế giới cũng là một gia đình mà Chúa Giêsu là đạo. Amen. Và chúng ta nhớ điều này, chúng ta cần phải quan tâm đến lời của Đức Chúa Trời, phải sống theo lời của Đức Chúa Trời, chứ chúng ta không sống theo ý riêng của chúng ta, phải sống theo lời của Đức Chúa Trời. Amen. Con phải quan tâm đến cha, cha luôn luôn yêu con, dạy con, nhiều lúc cũng dùng roi để đánh con, nhiều lúc cũng chịu dạy, nhưng mà cha yêu để dùng roi. Amen. Chúng ta không có giận, không có buồn, bởi vì chúng ta có người cha cũ. Amen. Bởi vì người cha của mình mà đi theo Chúa Giêsu thì chúng ta ổn rồi. Cái người cha của mình mà đi theo một cái tôn giáo nào đó, à, đi theo cái chức quyền, chức vụ, rồi không quan tâm đến hậu thánh của Chúa, không quan tâm đến con cái của Chúa Trời, thì chúng ta
trong cái cầu nguyện cầu thai cho người. Amen. Nhưng mà người cha thật sự là người được Đức Thế Linh lập thì người đó có tấm lòng của Đức Chúa Trời. Người đó sẽ quan tâm đến hậu thánh của Chúa và nhờ pháp linh của Chúa để có thể dạy dỗ. Nên Malachi nói là vô cùng quan trọng đó anh chị. Nếu ta là cha thì sao? Sự hiếu kính của ta dành cho ta ở đâu? Có phải không? Có mai đọc được đi. Câu 6 Malachi đoạn 1 câu 6: Chúa vạn quân phán: Con trai hiếu kính cha mình, đầy tớ tôn trọng chủ mình. Nếu ta là cha các ngươi thì sự hiếu kính của các ngươi dành cho ta ở đâu? Nếu ta là chủ thì sự tôn trọng của các ngươi dành cho ta ở đâu? Chính các ngươi, những thầy tế lễ, các ngươi đã khinh khi danh ta. Các ngươi hỏi chúng con đã khinh khi danh Chúa bằng cách nào? Đọc tiếp không ạ? Các ngươi đã dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta. Các ngươi lại hỏi chúng con làm ô uế Chúa bằng cách nào? Các ngươi nói bàn của Chúa đáng khinh bỉ. Khi các ngươi đem những con thú đuôi mù để dâng tế lễ, như vậy không sai sao? Khi các ngươi dâng tế lễ bằng những con thú què quặt bệnh hoạn, như vậy không sai sao? Các ngươi hãy thử dâng những thứ đó cho quan tổng trấn các ngươi, liệu người có bằng lòng với các ngươi không? Liệu người có chấp nhận các ngươi không? Amen. Ở đây dân Israel dâng cho Chúa bằng những con chiên mù, con chiên què, có nghĩa là bị vết, chứ không phải là dâng những con không thịt. Đức Chúa Trời xứng đáng nhận của lễ của chúng ta dâng hiến, nhưng mà của lễ của chúng ta phải là không thịt. Amen. Bởi vì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu trở thành chiên con của Đức Chúa Trời là của lễ không thịt, nên trong thời kỳ nữa những con vật dâng lên cho Đức Chúa Trời là không bị ô uế. Amen. Và nếu mà dân sự của Chúa làm như vậy đó thì khinh bỉ Đức Chúa Trời của mình, không nghĩ đến rằng là Đức Chúa Trời đã sanh thành mình. Amen. Đã có tạo dựng ra mình có hình ảnh của Đức Chúa Trời, mình giáo Chúa. Ngày hôm nay hội thánh của chúng ta hay nói rằng dân hiến cũng rất là tốt. Vì lúc chúng ta không dâng những cái đồng tiền ngàn mát, chúng ta không dâng những đồng tiền lẻ giống như bố thí cho Chúa, nhưng mà chúng ta dâng thật lòng, dâng thật lòng với cả tấm lòng của mình dâng cho Chúa, trong phải bố thí cho Chúa. Amen. Thì như vậy thì sao? Như vậy thì Chúa nói là Chúa sẽ mở cửa sổ từ trời đổ phước xuống đến nỗi không chỗ chứa. Amen. 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 Chúng ta muốn nhận cái người cơ nghiệp của Chúa, nhận phước lành từ các nơi trên trời đổ xuống cho chúng ta rồi, thì chúng ta phải là người đi đúng với đường lối của Chúa. Theo lời Chúa dạy như thế nào chúng ta có làm đúng, chứ không phải là chúng ta dâng những cái điều mà ô uế, dâng những cái điều mà gọi là có tiền không biết cho được Chúa Trời của chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta rất giàu có. Amen. Cả vũ trụ này thuộc về Ngài, vàng là của Ngài, bạc là của Ngài, tất cả là của Ngài, và chính chúng ta là Ngài sinh thành và chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Amen. Có phải ngày hôm nay chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta trở thành con Đức Chúa Trời? Amen. Và được Đức Chúa Trời sanh thành, không phải sanh bởi tiếng viết của tình trường bởi người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta là con Đức Chúa Trời, sanh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy giống Chúa, và khi giống Chúa thì chúng ta có hưởng cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho. Amen. Amen. Trong đoạn 4 câu số 5 của Malachi nói rằng: Này ta sẽ phái tiên tri Eli đến cho các ngươi, trước khi ngày lớn và kinh khủng của Chúa đến, người sẽ hướng lòng cha về với con gái và lòng con gái về với cha, kẻo ta sẽ đến và sẽ chém sự đũa xả trên đất. Chúa nói rằng Chúa sẽ phái tiên tri Eli đến với các ngươi trước ngày lớn và kinh khủng của Chúa. Trước ngày lớn và kinh khủng có nghĩa là những ngày đại nạn có thể đến, người sẽ hướng lòng cha về với con cái. Amen. Amen. Hướng lòng cha trở về với con cái và lòng con gái trở về với cha. Amen. Kiểu ta sẽ đến và sẽ giáng cái sự rủa xả trên đất này. Ô cái lời này thật là kinh khủng. Nhà báp tin đến kêu gọi con người trở lại cùng cha. Amen. Hãy anh em nước thiên đàng đã đến gần và Chúa Giêsu đến đem con người trở lại cùng cha. Và Chúa Giêsu nói là ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Amen.
À, và khi đến cùng cha rồi là lại nhà chúng con ở bên rồi. Amen. Và mọi điều phép lạ nó xảy ra và cơ nghiệp của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sẽ xảy ra bên trong. Amen. Và thánh của Chúa có muốn hưởng cơ nghiệp. Amen. Ai được thánh linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt người ấy là con Đức Chúa Trời. Và câu 16-17 đó rằng là thánh linh và thánh linh của Đức Chúa Trời xác quyết chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Mà nếu là con là hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và cơ nghiệp của Chúa của Thánh Giêsu. Amen. À, cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và cơ nghiệp của Chúa của Thánh Giêsu. Chúa Giêsu hưởng cơ nghiệp của Cha bởi vì Ngài là con cả. Amen. Ngài sẽ nhận cơ nghiệp của tôi. Amen. À, và cái cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giêsu thì chúng ta thấy được rằng là Ngài đầy đẫy thánh linh, là Ngài đầy đẫy quyền năng, đầy ơn của Chúa, không thiếu ơn gì hết. Và Ngài trở thành một chức vụ vô cùng lớn lao, lạ lùng và tuyệt vời để đem cái sự giải cứu, sự giải phóng cho nhiều con người đi theo Ngài. Amen. Và Ngài giải phóng hoàn toàn ra khỏi cái ác của Satan, ra khỏi tội lỗi, ra khỏi sự nô lệ của Satan. Và tất cả những gì bản chất của Satan, gian ác đều phải được thanh tẩy bởi huyết của Chúa Giêsu Christ và bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Chúa Giêsu đến và đem chúng ta trở lại cùng Cha. Và Cha trở lại cùng chúng ta. Đây là phước lành lớn nhất vô cùng. Amen. Và cái cơ nghiệp mà Chúa Trời là Cha chúng ta ban cho chúng ta là cơ nghiệp không hư đi, không suy tàn. Bởi quyền năng của Thánh Linh, bởi sự sức dầu của Chúa, bởi sự kế hoạch của Chúa, bởi sự đồng hành của Thánh Linh, Chúa Trời ở với chúng ta. Chúng ta là một người không ra gì hết, trở thành những người vĩ đại cho Chúa. Amen. Amen. Một xe ôm trở thành một sư của Chúa Trời đi khắp nơi trên thế giới. Chúng ta là phần đồng điều đó không? Amen. Phải không ạ? À? Amen. Hãy hưởng cơ nghiệp. Có nhiều anh chị em thì cái chuyện năng này nó đến, quỷ nó đến, nó gì đó, anh chị em tuổi quỷ tính mừng rồi. Ô, quỷ nó chạy, nó sung sướng vô cùng, phép lại xảy ra. Nhưng mà chúng ta không tiếp tục. Cái cơ nghiệp đó không phải chúng ta sử dụng một lần. Amen. Cả cuộc đời còn lại trên đất này hãy sử dụng quyền năng của Thánh Linh. Hãy thứ nhất là hãy thuộc vào cái quyền của Thánh Linh. Rồi sau đó chúng ta hãy nhìn thấy quyền năng của Thánh Linh bày tỏ cho đời sống của chúng ta. Âm đấu của Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta, cái của Thánh Linh cũng bày tỏ qua đời sống của chúng ta, để chúng ta thật sự là một người con của Đức Chúa Trời thể hiện giống Cha. Amen. Bởi vì Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Amen. Chúa Giêsu thể hiện quyền năng, là lời nói, việc làm, ở cái mắt nhìn, mọi điều trong công việc của Chúa Giêsu đều thể hiện là một Đức Chúa Trời. Amen. Bản chất của Đức Chúa Trời. Và chúng ta ngày hôm nay, chúng ta là con thật của Đức Chúa Trời, được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng phải bày tỏ cái hiện của Đức Chúa Trời. Amen. Phải bày tỏ cái hiện của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là hiện thân của Đức Chúa Trời, và Phaolô là người chấp Chúa Giêsu, và Phaolô sinh ra hội thánh của Đức Chúa Trời, và ông kêu gọi chấp ông hãy chấp như tôi, hãy bắt trước tôi như tôi đã bắt trước đấng Christ. Amen. Và tôi cũng thật sự học cái bài học của Phaolô, rồi nói với hội thánh của Chúa, chúng ta không có nhìn hướng tôi bên ngoài. Amen. Hãy nhìn một sân của mình. Amen. Và tôi hãy cầu nguyện cho chính tôi thể có thể càng ngày càng tốt. Amen. Những gì thiếu sót, những gì chưa đủ, chưa trọn vẹn thì Chúa sẽ hành động, Chúa sẽ làm để rồi mình có một người lãnh đạo bước theo Chúa Giêsu, đặt theo Chúa Giêsu, giống Chúa Giêsu. Có vẻ chúng ta nhìn ra bên ngoài thì sao? Chúng ta thấy thì rất là nhiều người không giống Chúa Giêsu, không giống Đức Chúa Trời, nên tự nhiên chúng ta cảm thấy nó nản lòng đúng không? Phải vậy không? Có nhiều mục sư đâu có giống Chúa đâu, nên chúng ta nản lòng. Chúng ta thấy nhiều cơ đốc nhân cũng không giống Chúa, chúng ta nản lòng không? Không. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cụ thể và cuối cùng của Đức Chúa. Amen. Amen. Một sư của mình có Chúa Giêsu, có Thánh Linh mà hãy bắt chước một sư của mình. Amen. Hãy giảng, hãy chữa lòng, hãy dạy dỗ, hãy làm. Amen. Để chúng ta được ơn, được kêu gọi, chúng ta báo cáo với mục sư của mình, để mục sư mình có thể sắp xếp cho mình, có thể làm những cái việc mà Chúa đã đặt để cái ơn mà Chúa tặng cho chúng ta sau của mình. Amen. 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 Chúng ta hãy làm theo sự tốt của Đức Thánh, theo ơn của Chúa. Và tôi nói rằng nếu chúng ta nói về cái cơ nghiệp
mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Ít quá thì lúc chúng ta thấy mình hy sinh nhiều quá mà nhận thì ít, đúng không ạ? Nhưng mà tôi nói đầu lãnh của chúng ta, cơ nghiệp của Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của Cha ban cho con, như là Đức Chúa Trời đã ban cho Adam, Eva là quản trị cả địa cầu. Mà cái địa cầu là nằm trong vườn Eden, là dòng sông nó chảy ra là có vàng nhũ hương bất ngập đủ mà tới đó rồi. Amen. Giàu có trong vườn Eden rồi. Mà nếu quản trị cả địa cầu này là Adam là một người nổi tiếng, một người chủ và một người hưởng cái sự giàu có vinh quang mà Đức Chúa Trời ban cho. Amen. Nên là ngày hôm nay chúng ta đã trở thành em của Chúa Giêsu, của Adam cuối cùng này. Amen. Và Adam cuối cùng này nó khác với Adam đầu tiên. Adam đầu tiên là từ vũ đất trở về vũ đất, nhưng mà Adam cuối cùng này là từ trời trở về trời. Adam đầu tiên có nghĩa là trở thành một linh hồn sống, có một linh hồn sống cho mình thôi, nhưng mà Adam cuối cùng này trở nên thần linh ba sự sống. Amen. Và Adam cuối cùng này trước khi về trời, ngài nói rằng là hết thảy quyền thế cả trên trời dưới đất là giao cho ta. Amen. À, chứ không phải là Adam đầu tiên là không phải là trên trời dưới đất luôn. Amen. Nhưng mà Adam cuối cùng là quyền lực cả trên trời dưới đất đã ban cho Adam cuối cùng này, và ngài ban lại cho chúng ta để chúng ta đi khắp nơi trên thế giới. Amen. Để giải phóng bằng chữ làm người quỷ, để dạy họ mọi điều ta đã truyền cho các người. Amen. Dạy họ mọi điều có nghĩa là dạy đủ mọi điều để cho những người tin Chúa đó là những người trong hội thánh đó họ giống Chúa Giêsu, họ giống Đức Chúa Trời. Amen. Dạy họ để họ giống Đức Chúa Trời, trở lại với Đức Cha, trở lại với hình ảnh mà Đức Chúa Trời mà đã ban cho Adam, như ngài đã ban cho chúng ta, hãy làm nên lòng người giống như hình ta và giống như ta. Amen. Phải giống Đức Chúa Trời. Và Ê-phê-sô 4:21 nói rằng là hãy mang lấy người mới, là người giống hình ảnh Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo, công chính và thánh khiết. Cái nền tảng vô cùng quan trọng đó là công chính và thánh khiết. Amen. Amen. Chúng ta đừng có bất chính nha, chúng ta đừng có bất khiết nha, hãy công chính và thánh khiết. Amen. Amen. Đó là người mới, đó là con của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là thánh khiết và công chính, thì chúng ta phải thánh khiết và công chính trong sự thánh đạo của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Phải thánh khiết và công chính. Hãy nói với người bên cạnh đó là bạn phải thánh khiết và công chính. Đừng có quan quỷ thôi, quan quỷ bắt khiết là không có tốt, không có giống Cha. Amen. Amen. À, giống Satan thì không giống Cha, nhưng mà Cha mình là thánh khiết công chính, vì là sự thật, là lẽ thật, chứ không có vòng sống. Amen. Amen. Và chúng ta phải tiếp cái địa vị của chúng ta là lớn lao điều nào để chúng ta sống thánh khiết công chính. Và chúng ta nhận cơ nghiệp từ Đức Chúa Trời, nhận quyền năng từ Đức Chúa Trời, phục vụ chúng ta càng cao lên, thuộc thể chúng ta càng càng cao. Giống như Hàn Quốc chúng ta thấy họ nghèo vô cùng trong chiến tranh Triều Tiên, nhưng mà khi họ có Đức Chúa Trời, khi họ làm theo lời của Đức Chúa Trời, khi họ tin cậy Đức Chúa Trời, thì điều gì xảy ra? Phục linh họ bắt đầu lên chữa lành mọi bệnh tật, để giải sự rủa xả nghèo đói, để giải quyền lực của Satan đuổi bị làm sạch hết. Và trước hết là phục linh thần nước. Amen. Amen. Sau đó thuộc thể bắt đầu Chúa bắt đầu làm gì phép lạ trong đại dịch. Amen. Ở đây là những đất nước rất là giàu có, rất là giàu có, rất nghèo khổ bây giờ. Cái từ trên thế giới là chúng ta thấy không ạ? Chúng ta học thánh của Chúa là phải nỗ lực. Amen. Học thánh của Chúa phải làm theo lời của Chúa, bởi vì Chúa nói rằng là khi thánh linh đến, khi các tiên tri người dân báo tin Chúa Giêsu đến, sẽ làm cho Cha trở lại với con cái và con cái trở lại cùng Cha. Amen. Khi như vậy thì học thánh của Chúa sẽ được phước và đất nước này sẽ được phước qua học thánh. Amen. Còn không thì Chúa nói rằng là nếu mà không trở lại thì sao? Ta sẽ lấy sự rủa xả đất này. Rủa xả là kinh khủng đâu các bạn. Chúng ta biết sự rủa xả rất là kinh khủng. Xin cảm ơn Chúa. Xin hậu thanh của Chúa chúng ta cùng nhau đứng lên. Tình yêu của Cha cho con, bởi vì Cha đã sinh thật thành con thuộc gặp Cha. Và những người trao nhận phúc phong, những người lãnh đạo đã thiết lập hội thánh và họ trở nên những người cha thuộc thương. Họ là những người giảng dạy theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để hội thánh của Chúa trong Chúa Giêsu. Và chúng ta hãy nhìn vào người cha của mình, người lãnh đạo của mình. Dù người khác giảng hay, dù người khác có như thế nào đi nữa, họ cũng có thể là người thầy thôi, chứ không thể là cha được.
Amen. Chúng ta cần có một người cha, một người mẹ. Chúng ta cần có một Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải chăm Chúa để hướng cơ nghiệp. Amen. Ta hướng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta giơ tay lên, tôi sẽ cầu nguyện cho ông thân này. Chúng ta lên đời, chúng con cảm ơn Thánh Linh. Amen. Chúng ta dạy dỗ chúng con buổi sáng. Cảm ơn Chúa. Và chính như này là đấng lãnh đạo hội thánh. Amen. Đem chúng con trở lại với Cha và Cha trở lại với chúng con. Amen. Để chúng con nói với Chúa rằng tại Cha chúng con ở trên trời. Amen. Danh Cha được công thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Amen. Chúng con cảm ơn Ngài. Amen. Xin Chúa cho những người làm Cha. Amen. Thật sự mặc lấy tấm lòng của Cha đi về. Để những người cha này đem lại nguồn phước, đem lại gia tài cho con cái của mình. Amen. Những người cha, người mẹ, Chúa ơi, xin Chúa ban ơn cho họ, xin Chúa đổ đầy phước lành, quyền năng của Ngài, sự sức giàu, sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của họ, để họ dạy dỗ con cái của mình biết khiêm kính với Cha và khiêm kính với Đức Chúa Trời để hưởng gia tài của Đức Chúa Trời. Amen. Và Thánh Linh ơi, Ngài cũng dạy dỗ cho hòn đất của Chúa biết được Cha thiên đàng, hiếu kính Cha thiên đàng, và cũng hiếu kính người cha thuộc linh của mình, là người dẫn dắt đời sống của mình, là người đang chăm sóc đời sống của mình, đang chịu trách nhiệm linh hồn của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Hỡi Chúa, xin Ngài cũng đổ tình yêu thương của Ngài đầy đàn đầy hạnh thải hồn thánh của Ngài. Bên tất cả những quý bà anh chị em con nghe lời Chúa trong buổi sáng hôm nay khắp mọi nơi trên thế giới này. Con cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ đầy trong đời sống của họ, đổ đầy tình yêu thương của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ, đầy đầy quyền năng và cho họ luôn luôn hạ mình khiến nhường trước mặt Đức Chúa Trời, không dấy lên kiêu ngạo để đi theo đường riêng của mình nữa, nhưng mà thuận phục Thánh Linh, thuận phục người lãnh đạo của mình và thuận phục lời của Đức Chúa Trời. Để họ là một người thật sự kế thừa cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, chúng con không thể nào có thể nói lên cơ nghiệp lớn lao mà Đức Chúa Trời ban cho chúng con hết được. Nhưng mà chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng mà sáng quý cho họ. Họ là con của Đức Chúa Trời và hướng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Amen. Nhưng Phao-lô cũng nói rằng tôi không mong hòa biểu, nhưng mà mong rằng tay bạn có anh chị em tay giấy và chưa nhận. Và Đức Chúa Trời của tôi cũng cung cấp mọi nhu cầu cho anh chị em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, không thiếu một nhu cầu nào cả. Chúa ơi, nên con thiếu thốn điều gì, nên con cầu nguyện thì xin Chúa ban cho anh chị em thôi. Họ thiếu sự công bằng, xin Ngài ban sự công bằng cho họ. Họ thiếu quyền năng ơn lành của Ngài, xin ban ơn ban quyền năng cho họ. Họ thiếu thốn đồ dùng của Ngài, xin ban cho họ. Và chính Ngài là Đức Chúa Trời, là cơ nghiệp dành cho mỗi chúng con. Và xin Chúa cho chúng con sống đúng là con của Đức Chúa Trời, vâng theo lời của Cha, không những đứa con trai hoang đường nữa, nhưng mà trở về nhà làm nô lệ cho Cha cũng được. Chúa ơi, bây giờ con trở về nhà là con làm theo ý Cha, và ý Cha sẽ được lên trên đời sống của con, không còn ý con được lên nữa. Cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp đỡ chúng con. Chúng con trong danh Giê-xu Christ còn công bố lên nổ lộn, gây cho nhiều anh em trong hội thánh của Đức Chúa Trời mất đi cái cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, không hưởng được phước lành từ Đức Chúa Trời, chống lại người lãnh đạo và chống lại lời của Đức Chúa Trời, không vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Trong danh Giêsu Christ, ta nói những cái đa lớn này sai lầm, đi ra khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời, đi ra khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời, người không có cửa là hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong danh Giêsu Christ, con có bố rằng là hội thánh của Chúa đã thuộc về quyền của Đức Thánh Linh và mang lấy quyền năng của Đức Thánh Linh để chúng ta. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con biết được tất cả mọi nhu cầu của Ngài đến với chúng con cũng bởi sự giàu có, bởi vinh quang của Đức Chúa Trời, bởi quyền năng của Ngài. Và chúng con trong danh Chúa Giêsu, và chúng con công bố bởi quyền năng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng làm cho chúng con cơ nghiệp từ trời sẽ đổ xuống trên đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa thần, từ các nơi đây là đổ xuống trên trời, đổ xuống bay ra đi. Hội thánh của Chúa, hội thánh của Chúa ta không thiếu thốn, để chúng con rằng hội thánh của Chúa là từ Đức Chúa Trời ban phước. Hội thánh của Chúa là Chúa Giêsu thiết lập, và thánh linh của Chúa đang thiết lập, và thánh
có bệnh tật và tất cả các thần linh phải bị giác hồn lên rồi, đừng có sự kiện đó mà giác hồn lên rồi. Tất cả những gì thuộc về sát lam, tất cả giác hồn của ta mở ra một tháng tu nhu. Ngay bây giờ tất cả bộ đồ này nó bị đặt đổ. Amen. Phải bị đặt đổ. Hóa đồ lý, hóa lý đồ và sự tự ca nhất định được thì như thế nào? Phải bị đắc đổ. Đắc đổ là của Chúa. Đắc đổ là lý của thần linh. Của Chúa. Bản chất của Chúa đâu? Cái đồ thần linh phục tài này càng đại kinh hồ thân của Chúa. Để hồ thân của Chúa thật sự bày tỏ sự tinh hiển của Chúa trời. Và nhiều người trong thế gian này nhìn vào cái hồ thân của Chúa, họ phải chứng đến cái lời ở trong hồ thân của Ngài. Con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Ngài cha ơi, cảm ơn cha. Con cảm ơn cha, con dâng hồ thân trong tay hồ thân của cha. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.